nhân, thì các nhóm bệnh nhân bị rối loạn tâm thần thì đều có đến viện chúng tôi điều trị. Thì ở đây thì tôi sẽ liệt kê những cái vấn đề như này. Thứ nhất là những cái vấn đề rối loạn nhận thức, thì từ những cái trẻ chúng ta thấy là trẻ tự kỷ này, trẻ tăng động này, trẻ chậm phát triển tâm thần này, những trẻ có khó khăn trong học tập, ví dụ như khó nói, khó đọc, khó viết. Khi lớn lên đến vị thành niên thì chúng ta thấy là có những cái hành vi và những cái nhận thức lệch lạc. Khi trưởng thành thì những cái khó khăn trong học tập, làm việc cũng như là những cái bệnh loạn thần. Và khi đến già thì chúng ta thấy là có những cái suy giảm nhận thức, những cái sa sút trí tuệ, vân vân. Thì đấy là nhóm thứ nhất là về vấn đề nhận thức. Nhóm thứ hai là vấn đề nghiện. Thì chúng ta thấy là chúng ta có từ nghiện chất, ví dụ như là chúng ta thấy là nghiện rượu này, nghiện thuốc lá này, nghiện các chất dạng thuốc phiện như heroin, nghiện các chất kích thích kích thần như amphetamine, hay là chúng ta gọi là thuốc lắc này, nghiện cocaine này, cần sa này, một số thuốc như chúng ta gọi là những cái thuốc ăn dịu giải lo âu này, và một số chất khác. Thì đấy là về nghiện chất. Ngoài ra còn nghiện hành vi, ví dụ như chúng ta thấy là nghiện internet này, nghiện game này, nghiện người ta cũng đề cập nhiều đến những cái nghiện mua sắm này, và những cái nghiện một số đồ vật cũng như là hành vi ăn cắp bệnh lý, vân vân. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai, gọi nghiện học. Vấn đề thứ ba là cái cảm xúc. Thì cảm xúc ví dụ như anh căng thẳng, cáu gắt, anh lo âu, anh trầm cảm, anh rối loạn khí sắc. Thì đấy là một cái màng cũng cái tỷ lệ người gặp rất là lớn. Màng thứ tư thì chúng tôi gọi là những cái rối loạn hoạt động cơ bản. Thì đấy là gồm có giấc ngủ, ví dụ như khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, tỉnh giấc sớm hay mất ngủ. Hai là những cái rối loạn về tình dục. Thì ở đây thì trong cái rối loạn tình dục thì người ta thấy là đến 90% là do nguyên nhân tâm thần. Thì còn nguyên nhân mà do mạch máu cũng như nội tiết thì khoảng độ 5 đến 10%. Thế và nữa trong cái mảng này đấy là rối loạn ăn uống. Thì có khi là chán ăn này, ăn vô độ này, béo phì, và các ăn những cái chúng ta gọi là những cái không phù hợp. Thì và cái nữa nó gọi là những cái bản năng sống. Đấy là nhiều người chúng ta thấy là cái nhu cầu mong muốn được sống, thì đấy là cái nhu cầu rất là thiết yếu. Thế nhưng mà rất nhiều người đã tìm đến cái chết bằng những cái hình thức tự mình kết liễu mình. Thì đấy là gọi là những cái rối loạn, những cái vấn đề hoạt động cơ bản. Và một cái nữa thì liên quan đến đại dịch Covid-19 này, thì đấy là chính là cái vấn đề stress và nhân cách. Thì đã thấy là cái tất cả mọi cái vấn đề cuộc sống, từ những cái vấn đề xã hội này, môi trường gia đình này, những cái gây khó chịu cho con người, cũng như những cái vấn đề về bệnh lý cơ thể, cũng như là vấn đề bệnh lý về tâm thần, đều gây ra những cái stress cho cơ thể, và nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của con người, đặc biệt là nhân cách, từ khi lúc trẻ em lên người lớn, và khi người lớn rồi nhân cách cũng